Y xin lệnh diệm hưng lệnh nháng, vết dấu chi hội trường, hội nông dân, tháo y xin lệnh nhì diệm nháng, tu biển màn xiến, bu trang dấu trưởng thôn. Hiện nháng dấu trưởng thôn, ông Phản Văn Đáo, hát giản giả xe ham. Bên ta chợ ấy, liệu bun cha tình, kiểu tráng hát biển màn diêm của nhớ chun, dấu mình quý phép trồm. Hãy rom nhà sẽ hát lại ông Phạm Văn Đáo, dấu trưởng thôn Quân Phả, Tùng Bá Xía, Hồ Xuân Cửa Như Công, Dính Xê Cậu Úi Quân, Cơ Hiệu Như Quản, Sành Khu, Di Cà Mai, Nhì Sơ Lên Tàu Tùng, Ke Tàu Sơn Ngùng, Chế Quản Trai, Nhì Bé Đom, Sư Đạo Tú Ông, Cụ Úi Lống. Ông Phạm Văn Đáo, Sư Đạo Ham, Dù Can Xuất Chá, Sở Nhà Sở Hốc, Tú Bến, Sư Bi Mạn Như Lan, Sư Hộ Xuật, Ây Can Sáu Tú. Vậy hát lại, ông Hà Xuất Chá, Sấy Sở Bộ Pia Nhuê Nhê, Pia Xoài, Cao Hắng Vàng Pháo. Như bản thân tôi cũng bán một năm được một đàn được đến gần 45 triệu. Dệt hàng dưới mày dưới quan sành khu, tu phát sẽ không chịu nhàn. Vế dàng lại dưới sáu sân pháo, lưu dưới ánh lồng để tới nhàn, đầu tư sáu hãng thêm, quyết sẽ kênh trong biến bạch tình. Lấy về làm vốn để bắt đầu lấy vốn để nuôi dần, chúng tôi cũng vừa lên từ đến giờ cũng tạm ổn. Việt Nam phăng lống, xây cao lông khía, vẽ tiêu đời sình. Trường thôn Phạm Văn Đáo, Thế Lầu Tráng, Sáu Ê Can, Phái Hỏi Như Tội Ê Cháo, Điều Ham, Ta Sợ Ấy, Thế Mì Màn Như Láng, Sáu Nhà Sả Hốp, Thế Hòa Trồm, Hải Sản, Xía Kêu Quyền và Hứa Nhùng Sẻ Mô Pháng, Xe Ông Thông Đăng Ký, Tham Xuất Ê Xấu. Vậy Phía Như Sao Lống, Cần Ai Mải Tốt Mình, Xe Ông Xính, Xuân Búi Mì Màn, Tràng Ê Can Xấu. Đi ra ngoài xã hội nhiều bây giờ nói chung thì nó cũng làm việc rất là tốt. Mình xuất nhiều xíu vừa xem, xe ông hưu kiểu ai can cho cảnh sáng với tàu xanh, đứa cha sơn bố bùi màn ai can xấu. Chọt này, chân nuôi rồi này, những cái nhiều thứ thì nói chung thì cũng là tiến triển rất tốt. Đồng chí trưởng thôn Quân Phả thì rất là năng động. Trưởng thôn Quân Phả, kèn xe trần, cam ham, cam xấu, tò cho châu chính xe, kia sọ xe kênh bùi màn như làng, tây giấc xe dự án, gióng xe nghiêm quân, hạ xe tốt sửa sạch hàng. Và đưa giống mới. Có năng suất có theo nhu cầu thị trường. Ỷ cao trong láng Quân Phả Tùng Bá Xía vì dân quyền mài chuối sở phàm hưa xê mài tháo nhi sở chú hưa trồm và sở hưa ở đàm trồm. Ông Phạm Văn Đáo cành sở nhầm quật vì mài dân này ở sở nhà sở hốc điều phép tốt ngò trồm. Về hết lại ông Hà xuất trá lo các năm dự án của vì mạn ấy xấu. Có năm màu pháng sở nhà sở hốc lống màu pháng sở cảnh xoáng úi tàu xanh hà tú ấy can sở hên. Miền màn như láng Quân Phả, mai non sẽ kênh các viền, kênh xe xỉ tú, nông tệ buông như xía, các viền.